sầu nhớ nỗi trời chiến bách. Một mình ta vừa lạnh vừa bơi, chơi với mấy đồ chơi với, vào trong sáo nẻo ra nơi bốn đường. Nay vẫn tới lục phương tề đầu, dùng sắc thân dạy dỗ người mê. Ấy là gió thổi mây về, nước trao sông dậy tư bề một phen. Đạo khao cả tập rèn diệu lấy, nước hương thơm miều mây tỏ sáng. Ví như thể mẹ tìm con, cảm thông ưng hiệp khai môn khâm cùng. Quê lẽ đó ta dùng quán thế, bố thì này một thể ban ra. Thí thân nào có nại hà, phải duyên ta thí để mà độ sanh. Chớ Bồ Tát thường hành lục độ, cớ duyên này nhiều thọ bố vi. Hễ ai có vước duyên thầy, niệm tâm vừa khởi các ngài độ cho. Thừa phấn ấy nào đó nào lượng, biến mây đời đã hướng đặc ân. Đã đành là sự thi thân, thi tài thi pháp cũng cần như nhau. Tài pháp thì còn sâu còn rộng, tài cho ra chẳng mong chẳng nương. Đã cho thì chớ có tường, thó thì chớ nghĩ sự thường vẫn không. Đồng bác ai cố không ràng đúc, dân người lên đến bực thăng bằng. Bao nhiêu cũng đủ ta hằng chăm lo hành đạo vớt thắng luân hồi. Từ quá khứ các đời Bồ Tát chư Phật đều một loạt quá sanh. Ra đời độ chúng hóa tình, diều ra nhà lửa đến thành Pháp Vương. Nhân duyên ấy lập phương khai thầy, Phật tử này cố chí học theo. Thường hành Bồ Tát rang treo, lìa từ thâm qua lần treo lên cao. Thân văn bỏ nhắm vào Bồ Tát, lấy nhân duyên khai tháng đau màu. Nay câu lục độ ráng trao, pháp môn chỉ có mấy nhiêu đó mà. Một thừa Phật không ba không bốn, bởi trí căn minh động mà ra. Tụ trung có một là Phật thừa Bồ Tát ráng mà hành theo. Trong kinh nói đủ chiều muôn hành, đủ sắc thân tương tánh quang minh. Đủ thần thông lực tám ngành, chung quy tánh kiến tâm minh tụ thành. Bồ đề thọ vốn mình không thọ, giống hữu tình tuy có mà không. Có nhân duyên mới hiệp đồng, hiểu trong chân thể tỏ tường bốn lai. Phật tức tâm, tâm ta có Phật. Tâm tức Phật, Phật ở nơi lòng. Nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng, tạo cấu mô Phật thì lòng mới nguôi. Tâm tình ấy mau chùi cho sạch, gọi bụi trần học cách thiền gia. Từ bi
độ chung hà sa quy năng cứ già ta bà lại qua Quán Âm Phật ta bà dạo khắp tìm nạn tại khu cấp sanh linh ấy là lục đỏ cao mình đã ân bố thế dẹp tình phân chia Tuyền bát nhà nói tia nhật nguyệt tam tạng kinh giải hết lục trần phá tan xiềng xích ái ân lo câu lục tự chuyên cần độ ta đạo cảm ứng Phật ta dung hợp nghĩa dung thông chỉ một không hai bóng hình Hình bóng là ai trăng trong nước tình không sai bóng lầm trên liên tỏa trên tầng hè nở tâm lòng thành một thuở quá xanh xanh làm Phật Phật độ xanh nhìn dương nước tình anh linh độ đời Phật Di Đà là người phàm tục đức thánh ca vốn bậc vương gia Quán Âm cùng chỉ người ta thế chi vốn là một kẻ đầu thai Phật hiền thánh không ai thoát khỏi ở kiếp người đi đến niết bàn an tức tình tình là an hiểu trong tâm trí thấy tràng hạt sen khâm lục đạo người chen kẻ lân biển trầm lưng mai tánh cho vui kìa lầu cát nọ cao ngồi ba hơi kết cuộc khó thời mang theo gây tội ác ngặt nghèo phải thọ trách đất trời sao ở bất công hỏi ai ghi lấy làm lòng đạo câu niệm Phật để hồng độ thân áo thân bảo trân châu mã nào cổ liên qua ngôi báo dành đây muốn ra khỏi kiếp đó đài đẳng công tu luyện còn ngày quá xanh đừng mến tiếc nam thành thế giới cõi diêm phù tội lỗi mê tăng cố công tham cú hốc lần Di Đà miễn niệm chuyên cần chớ sai trên Phật thánh độ tái qua khỏi dưới phàm trần hết nỗi khổ lưng rang niệm niệm bất ly thân sông mê thoáng đặng quá thân độ đời mà bất nhã qua thời bước lên bờ giang thánh thơi an nhàn Quán Thế Âm với thần lòng lòng thấm thế gian đều trong danh ngài chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm ngài liền qua bởi người thế gần xa ngưỡng mộ Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh nếu ai có một niệm lành hãy ngày nghe tiếng ứng danh thời liền vô vĩnh trong liên miên khổ cực niệm danh ngài lập tức khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hàng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi dương gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngài
vàng vua cha. Diệu thân ấy chính là chỉ cả, sao cùng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chỉ thứ cùng tu, phổ huyền chứng thanh đền bù công lao. Trọn một nhà được vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ trí cả ai bi, dốc lòng mẫu đạo quyết thầy đi tu. Trọn chính năm chẳng từ lao khổ, mong công thành của độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tại đồng hương tích Bắc Thành Việt Nam. Một cánh tiên mây lam che phù, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo hầu. Vừa dưới bãi ngọc chia nhau sớm tối, chầu hai bên không lỗi đạo này. Luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quán Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại dạo chơi. Từ bi ngày muốn đổ đời, 12 đại nguyện thiết thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốt ráo, chuyến tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam Hải núi Phô Đà, trụ ở nơi ấy cũng là Hương Sơn. Trong một phẩm phổ môn thị hiện, Đức Như Lai thực chuyện khen ngài. Quái thân linh hiện không hay, tầm thân cu khổ chẳng nay công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thầy, tới nơi diều dắt cầm cây đổ cho. Hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường. Chỉ thanh đột nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thay, Đức Như Lai truyền dạy chẳng sai. Chúng ta chớ có hoảng nay, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho. Trong khổ hải đo từ vẫn đời, với chúng sanh đưa tới lạc bán. Chinh từng xen báo đài vàng, Di Đà Thọ Ký rõ ràng thánh thơi. Từ bi của khổ độ đời, tầm thánh giải nạn đến nơi an lành. Nam mô tầm thân cô khổ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cúi đầu đảnh lễ Đức Quan Âm, tưởng tốn quang minh nguyện lực thâm. Nghìn mắt sáng soi đường tâm tối, nghìn tai diều dân kẻ mê lầm. Vô vi phát khởi từ bi nguyện, chân thật tuyên dương bí mật âm. Thỏa mãn mọi người lòng ước nguyện, tiêu trừ tội chướng hết lâm trầm. Long niên cán thành đồng gia hộ, trăm nghìn tam mũi nguyện tu tâm. Thân đường quang minh
trí tuệ thọ trì công đức thật cao thâm. Trần lao biển cả thề quá lại, siêu chứng bồ đề hết lỗi lầm. Con nay xưng tụng nguyện quy y, các nguyện tùy tâm đều viên mãn. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, xin cho con biết tất cả pháp. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, xin cho con được mang trí tuệ. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, xin cho con được nhiều phương tiện. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, xin cho con lên thuyền bán nhà. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, xin cho con vượt biển khổ. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, xin cho con được giới định huệ. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, xin cho con lên núi Niết Bàn. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, xin cho con vào vô vi thất. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, xin cho con đường thẳng pháp tăng. Nếu con đến núi giao tự đổ vào. Nếu con đến lửa nóng tự tàn rồi. Nếu con đến địa ngục tự khô diệt. Nếu con đến ngã quỷ tự nó đủ. Nếu con đến tu la đường đều phong. Nếu con đến chúng sanh đường trí tuệ. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Phổ môn một phần khen ngài, Quan Âm Bồ Tát chẳng nài công lao. Thầy hiện phép Phật tối cao, nghe lời khẩn nguyện tiến vào độ quy. Phương tiện thiết pháp từ bi, bến mê biển khó tức thì. Cú lên tùy duyên cảm ơn tới liền, dắt diều sanh chung về miền lãng mang. Bốn biển im lặng bình an, ba đường tám nạn vừng vàng lánh xa. Nam mô Quan Âm Như Lai, công tu đầy đủ hiểu ngài viên thông. Tâm ngài vắng lặng sạch trong, nếu danh tự tại đây lòng từ bi. Liền phát đại nguyện một khi, lời lời rộng lớn đều về chúng sinh. Nam mô Quan Âm Như Lai, tâm thường niệm chẳng sai chung nào. Trong đúng thêm bớt lao sao, chẳng hề tưởng tới đức cao tổng phời. Còn chi ngân ngại chơi với, nguyện ở Nam Hải là nơi thanh nhàn. Nam mô Quan Âm Như Lai, ta bà giáo khâm chẳng này công lao. U minh cõi ấy thường vào, xét soi lời nói
hỏi kẻ nào hỏi tâm tùy duyên ngôn hành ân cần nguyên điều cũ khổ người trần kẻ âm nam mô Quan Âm Như Lai hàng ma trừ quái phép ngài tối cao trần gian như có người nào yêu tà phá quay lâm vào cảnh nguy chế thân cầu khăn một khi nguyện giải tai anh tức thì hết ngay nam mô Quan Âm Như Lai nhìn dương bình tĩnh của ngài rất hay tu hành một kiếp đường nhai tâm còn sao xuyến hằng ngày chưa yên cam lồ hay quá phép tiên nguyện rửa cơ cho sạch tâm phiền trần gian nam mô Quan Âm Như Lai từ bi quảng đại tâm ngài rộng thông hỷ xả hết tội lập công ăn năn sám hối quyên lòng lo tu nhân lành tự tạo đền bù nguyện đều đổ khắp chẳng từ phân chia nam mô Quan Âm Như Lai ngày đêm từng khắp xét soi lòng người tu hành chẳng có biên lời chuyên cần chánh pháp vẹn mười điều hay ủng hộ tinh tấn hằng ngày thầy nguyện dứt hết trả vai ba đường nam mô Quan Âm Như Lai hướng về Nam Hải cầu ngài độ cho chuyên cần niệm nguyện nhỏ to thường hành chánh pháp nương đò từ bi nghiệp duyên cho dân một khi nguyện đều giải thoát tức thì thanh thang nam mô Quan Âm Như Lai pháp thuyền đóng sẵn đợi ngoài biển khơi mê tấn khổ hải dạo chơi cũng vớt muôn loại khỏi nơi sông trần ai người tu niệm ân cần nguyện độ hết thảy một lần chúng sinh nam mô Quan Âm Như Lai tràng phán dẫn lộ tuyền đài thẳng dông bảo cai kê tiếm sông sông kim đồng ngọc nữ đã mang lệnh truyền nguyện tiếp những kẻ hữu duyên đưa về cực lạc ở miền Tây Phương nam mô Quan Âm Như Lai Tây Phương cực lạc coi ngài thọ vương quá sen chính phẩm biểu dương lầu châu cát ngọc lót đường pha lê Di Đà thánh chúng đề quê nguyện nhờ thọ ký rước về tòa sen nam mô Quan Âm Như Lai pháp thân thanh tịnh liên đài trang nghiêm pháp màu vô lượng vô biên không thêm không bớt tự nhiên an nhàn khắp nơi vui vẻ vung quang hoàng mười hai nguyện rõ ràng như trên cúi đầu làm lễ viên thông Quan Âm tự tại mở lòng độ hơn từ bi quảng đại vô lượng lập quần thể nguyện vạn đường khổ nguy một niềm lòng chẳng ngại chi
vi hải hà thường cứ nam hải phổ đà chi nguyện độ chúng khỏi xa tội tình ta ba thế giới u minh quan âm thường trú hiển hình khắp nơi tầm tính của khỏi kẻ lưng vơi chi nguyện độ thế về nơi an nhàn sự yêu trục quỷ kính mang quan âm quay đức phục hàng chúng ma vớt người quỷ hiểm đỏ xa chi nguyện phổ tê nhóc mà chẳng than hương cầm thánh tình bình vàng quan âm cậy có nhành dưỡng cam lồ rưỡi tâm phiền não lửa lò chi nguyện độ chung an cư niết bàn từ bi tăng đức mở mang quan âm hỷ xa tâm hoàng huệ thông thường hành bình đẳng đại đồng chi nguyện quả độ khắp trong muôn loài mười phương tuần sát đêm ngày quan âm tinh tấn mưa này công lao độ điều những phật khỏi hao chi quyền diệt tận khổ đau ba đường một lòng vọng tưởng nam sơn quan âm lễ bái ân cần hôm mai xem nơi xiền to đỏ đài chi nguyện đó kẻ mang tay khỏi nàng từ bi tạo chiến pham thoàng quan âm giáo khắp khổ nạn biển khơi độ người lắng hụp chơi với chi nguyện tem dẫn về nơi niết bàn tàn phán đủ cái nghiêm trang quan âm sắp đặt rõ ràng trước sau rước người nếu phật chẳng sao chi nguyện diều dắt thăng vào tây phương vô lượng thọ phật cõi thường quan âm thọ ký chỉ đường vô sanh từ bi phổ hóa hàm linh chi nguyện độ chung kiến minh di đà đón nghiêm thân hiện sang loa quan âm diệu tướng thiệt là vô song lực hùng bị trí viên dung mười hai đại nguyện công phu tu tròn cúi đầu làm lễ quan âm phận tiền đệ tử chỉ tâm khẩn nguyện mong câu mở quán tâm nguyên biết liền cả thái hoàng thiền Như Lai hai cầu bát nhà tinh khai sớm đặng trí huệ nhân rài quang minh ba cầu từ quê rộng thanh đó liền cả thai chúng sinh khỏi nạn bốn cầu tâm địa mở mang sớm đặng vương tiện trí con lẻ làng năm cầu tâm đạo ven toàn liền lên bát nhà từ thoàn tây quy sau cầu đánh khỏi tai nguy sớm qua khổ hại thoát ly hồng trần bài cầu tâm
thâm tình tâm thân mau thành giới định quế chân pháp thiền. Tám câu đạo hạnh cố kiên, sớm lên bị ngạn tình yên niết bàn. Chính cầu tấm đăng thanh năng, vô vi diệu tri minh quang phát liền. Mười câu hành đạo tinh chuyên, sớm thành Phật tánh diệu viên Bồ Đề. Mong ơn Bồ Tát chứng tri, độ cho đệ tử tu trì thành công.